Sốc, Man United chuẩn bị công bố thêm 2 tân binh. Hàng tiền vệ trong mơ của Quỷ Đỏ có Eriksen, De Jong. Chính thức, Barcelona đạt thỏa thuận mua Lewandowski. Sốc, Manchester United chuẩn bị công bố thêm 2 tân binh. MU gần hoàn tất thương vụ thứ 3 trong mùa hè 2022 này, nhưng họ vẫn chưa đảm bảo được một trong hai mục tiêu hàng đầu cho vị trí mà Erik ten Hag ưu tiên. Manchester United hiện đã đi được một nửa chặng đường trong chuyến du đấu tiền mùa giải. Với gương mặt mới duy nhất góp mặt, Taren Malacia là cầu thủ đầu tiên ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè này, và hậu vệ trái trị giá 12,9 triệu bảng đã chơi ở nửa sau các trận đấu với Liverpool và Melbourne Victory. Trong cả hai trận đấu đó, rõ ràng là Malacia vẫn chưa làm gì để cho thấy anh có thể vượt mặt được Luke Shaw nhằm góp mặt ở đội hình xuất phát. Và nhìn lại, thỏa thuận đối với Malacia đã được đẩy nhanh bởi vì cầu thủ 22 tuổi này sắp gia nhập Lyon, trong khi ông Ten Hag lại đánh giá cao ở tiềm năng của cầu thủ người Hà Lan. Ít nhất, thương vụ trên đã cho thấy được sự linh hoạt từ Man United và giám đốc bóng đá John Murtagh. Điều tương tự thì cũng xảy ra với thương vụ Lisandro Martinez, người hiện đang ở Manchester để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 46 triệu bảng tới từ Ajax. Hàng phòng ngự của Man United đang khá đông đúc với 6 trung vệ, nhưng khi Arsenal muốn có Martinez, Quỷ Đỏ lại phải ra tay. Khi kỳ chuyển nhượng mở cửa cách đây hơn một tháng, MU đã nói rõ ưu tiên của họ vào mùa hè này, đó là tăng cường hàng tiền vệ và hàng tấn công. Điều mà Erik ten Hag đã nhắc lại trong chuyến du đấu đầu tiên của mùa giải câu lạc bộ. Theo dự kiến, Quỷ Đỏ sẽ tập trung vào những vị trí đó trước khi xem còn lại bao nhiêu tiền để tập trung vào các vị trí khác. Nhưng rõ ràng, các kế hoạch trong việc chuyển nhượng là không dễ dàng diễn ra suôn sẻ được. Frankie de Jong là mục tiêu hàng đầu của ông Ten Hag tại hàng tiền vệ, nhưng thỏa thuận với Barcelona đang tiếp tục kéo dài và cái kết thì có vẻ như chưa xuất hiện. Đặc biệt là sau khi mà cầu thủ người Hà Lan được điền tên vào đội hình du đấu của câu lạc bộ xứ Catalonia. Vào thứ Bảy, MU cũng đã nỗ lực đàm phán với Ajax để có được Antony, tuy nhiên thì thương vụ đó tỏ ra im ắng vào lúc này. Ten Hag đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu khi mà ông đã cùng với đội bóng có 3 tuần tập luyện trước mùa giải và câu lạc bộ vẫn chưa ký hợp đồng với các cầu thủ ở hai khu vực quan trọng được ưu tiên. Thỏa thuận cho De Jong nhiều khả năng sẽ được hoàn tất, nhưng càng kéo dài thì thời gian để tiền vệ người Hà Lan thích nghi trước khi Premier League khởi tranh vào ngày 7 tháng 8 lại càng ít. Một vài tuần trước, Quỷ Đỏ hy vọng sẽ hoàn thành 5 bản hợp đồng vào cuối chuyến du đấu. Họ đã có 3 và 2 thương vụ cuối cùng có thể đánh giá liệu đây có phải là kỳ chuyển nhượng thành công của đội chủ sân Old Trafford hay không. Áp lực đối với MU thì vẫn còn lớn, để mang đến cho Ten Hag những gì mà vị chiến lược gia này thực sự mong muốn. Hàng tiền vệ trong mơ của Man United có Eriksen, De Jong. Huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag có thêm phương án bố trí đội hình sau khi Quỷ Đỏ chiêu mộ thành công tiền vệ Christian Eriksen. Vào buổi tối ngày 15 tháng 7 theo giờ Hà Nội thì Quỷ Đỏ xác nhận chiêu mộ thành công Eriksen theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ người Đan Mạch trở thành tân binh thứ 2 của Quỷ Đỏ trong mùa hè này sau hậu vệ trái Taren Malacia. Ở một diễn biến khác, MU cũng sắp có được Frankie de Jong từ Barcelona, trong khi Antony đang trên đường rời Ajax tái hợp với huấn luyện viên trưởng ten Hag. Hai bản hợp đồng này nhiều khả năng sẽ hoàn tất trong những ngày tới. Vì vậy, với mức dự đoán đó, đây là 4 cách mà ông Ten Hag có thể sử dụng Eriksen ở hàng tiền vệ. Fernandes đá cánh trái. Bruno Fernandes di chuyển sang bên cánh trái sẽ cho phép Eriksen chơi tự do ở hàng tiền vệ và tạo ra những đường chuyền mang độ sát thương cao. Trong sơ đồ đội hình 4-3-3, Eriksen có thể sẽ chơi bên cạnh Frankie de Jong ở hàng tiền vệ và Fred hoặc Scott McTominay đá ở phía sau. Khả năng chơi thuận cả hai chân hiệu quả của Eriksen đồng nghĩa với việc anh có thể di chuyển khắp khu vực giữa sân, khiến cho các hậu vệ khó có thể bắt bài. Mặc dù sơ đồ này không có tiền vệ số 10 đích thực, nhưng Eriksen sẽ chơi cao nhất trong bộ ba tiền vệ. Trong khi đó, Fernandes sẽ chuyển sang đá như là một tiền đạo cánh trái, vị trí mà anh đã từng chơi trong màu áo của tuyển Bồ Đào Nha, và điều này có thể giúp cho huấn luyện viên trưởng Ten Hag khai thác những gì tốt nhất của Eriksen. Giao đơn Sancho sẽ hoạt động bên phải trong khi Cristiano Ronaldo đá cắm như thường lệ. Eriksen đá số 10. Huấn luyện viên trưởng Ten Hag có thể thử một sơ đồ mà không có Fernandes, nghĩa là Eriksen sẽ đóng một vai trò số 10 của MU và De Jong kết hợp với Fred hoặc McTominay tạo thành cặp tiền vệ trung tâm. Fernandes từng là nhạc trưởng của MU, nhưng việc tiền vệ người Bồ Đào Nha sa sút phong độ ở mùa trước có thể khiến cho huấn luyện viên trưởng Ten Hag cân nhắc làm mới lại hàng tiền vệ.
Eriksen sẽ được trao quyền tự do để nhận bóng và mở ra cơ hội cho các đồng đội, điều mà Fernandes thường không làm được khi gặp đối thủ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu. Dù không còn ở thể trạng tốt nhất, Eriksen vẫn sẽ cung cấp cho MU sự sáng tạo trong các đường truyền như là cách mà anh từng thể hiện tại Tottenham, Inter Milan và gần đây nhất là Brentford. Eriksen đá tiền vệ trung tâm. Mùa giải đầu tiên của Fernandes ở nước Anh chứng kiến tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi tới 28 bàn và thực hiện 17 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, thành tích chỉ kém Harry Kane tại Premier League. Fernandes chỉ chơi ở vai trò số 10 trong suốt chiến dịch đó. Nếu như huấn luyện viên trưởng Ten Hag muốn tận dụng tối đa Fernandes thì vai trò số 10 sẽ là cách tốt nhất để làm điều đó, vì cầu thủ 27 tuổi sở hữu kỹ năng xâm nhập vòng cấm và chớp thời cơ cực tốt. Tuy nhiên điều này sẽ chứng kiến Eriksen lùi sâu hơn ở vai trò số 8, vị trí mà anh từng chơi tại Tottenham và khi đó Dele Alli đã vị trí tương tự Fernandes hiện tại. Đó chắc chắn là một sơ đồ đội hình có tiềm năng rất lớn, vừa tận dụng khả năng dứt điểm của Fernandes cũng như là nguồn sáng tạo của Eriksen từ một vị trí lùi sâu hơn. Chính thức, Barcelona đoạt thỏa thuận mua Lewandowski. Trang web chính thức của Barcelona vừa công bố thông tin El Blaugrana đã đạt được thỏa thuận với Bayern Munich về việc chuyển nhượng Lewandowski. Chúng tôi đã có thỏa thuận miệng với Barcelona, thật là tốt khi mà đôi bên đang làm việc một cách rõ ràng. Robert là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy đã cùng với Bayern chinh phục nhiều danh hiệu. Chúng tôi vô cùng biết ơn Robert. Herbert Heiner, chủ tịch của Bayern chia sẻ trên trang chủ của câu lạc bộ. Chúng tôi đã chấp nhận chia tay Robert. Bayern đã đạt thỏa thuận miệng với Barca và bản hợp đồng đó vẫn đang chờ được giải quyết. Chúng tôi biết mình phải cảm ơn Robert rất nhiều, nhưng trong quá khứ có không ít những cầu thủ giỏi đã rời Bayern. Tuy vậy, đội bóng này không hề sa sút. Bayern vẫn tiếp tục thi đấu và gặt hái nhiều thành công. Giám đốc điều hành Oliver Kahn phát biểu: Robert đã cống hiến những điều tuyệt vời cho Bayern Munich. Chúng tôi đã cùng nhau và đàm phán với phía Barca để làm rõ các chi tiết. Anh ta đã nói lời chia tay với toàn đội vào buổi sáng ngày hôm nay sau chuyến du đấu của Bayern tại nước Mỹ. Cậu ấy sẽ quay lại và chúng tôi sẽ đi uống cà phê cùng nhau. Chúng tôi muốn chúc Robert sẽ thành công ở đội bóng mới của cậu ấy, giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić cho biết. 8 năm gắn bó với Bayern là 8 năm đặc biệt đối với tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian này, đó là những tháng ngày tuyệt vời. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại Bayern để nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, Lewandowski chia sẻ với Sky Sport Đức. Tính đến thời điểm hiện tại, những thông tin chi tiết trong thương vụ Lewandowski gia nhập Barca vẫn chưa được đội chủ sân Camp Nou công khai, bởi tay săn bàn 33 tuổi chưa hoàn thành thủ tục kiểm tra y tế và chưa chính thức ký hợp đồng với Barca. Nhà báo Fabrizio Romano đưa tin Bayern sẽ nhận được 50 triệu euro, đã bao gồm các khoản phụ phí từ Barca. Lewandowski đã chuẩn bị ký với đội bóng của huấn luyện viên Xavi Hernandez và hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2025.